Hello các bạn đã quay lại kênh channel của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy lại ad Facebook bị vô hiệu hóa. Và các bạn hãy vào Google Chrome cho mình. Các bạn xóa hết mấy dữ liệu. Chọn cho mình link 339 và đây 4 liên 339 không chính vì đây còn chồng vào đây đây các bạn vào link đầu tiên. Này, trong này người ta hỏi những gì là các bạn sẽ trả trả lời hết nha. Còn giấy tờ tùy thân thì các bạn ấy chụp mặt trước của chứng minh nhân dân và mặt sau của chứng minh nhân dân và người vào là chọn tệp. Sau đó bạn sẽ chọn ví dụ như đây là mặt 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 trước chứng minh nhân dân, mặt sau chứng minh nhân dân đây. Và các bạn nhấn vào xem và nhưng mà sẽ gửi tới cũng là. Đấy, ví dụ vậy xem là bạn xuống nhấn vào ghi vào địa chỉ email hoặc số điện thoại rồi các bạn gửi. Xem là nó sẽ hiện lên còn đây xem vào link thứ hai các bạn cũng nhập email hoặc là số điện thoại di động lúc nãy rồi nhập tên đầy đủ giấy tờ thân là cũng như lúc trước vào mặt trước mặt sau của chứng minh nhân dân các bạn gửi chọn link thứ ba các bạn phải làm cho hết link nha xin các bạn vô vào mở bằng Facebook. Mê lát rồi. Đây. Bạn vào đây. Bạn chọn này bị sao rồi. Đây. Cái này không cần nha. Rồi các bạn vào link thứ tư. Nhập địa chỉ email liên hệ. Mô tả vấn đề là các bạn có thể ghi là cách lấy lại ad Facebook bị vô hóa. Chọn tệp là không không tệp cũng được. Rồi bạn gửi là nếu mà liên kết ad vô hóa của bạn bị người giả mạo vô hóa thì các bạn sẽ lấy lại được mà còn Facebook bị vô hóa mà bị chính Facebook vô hóa thì các bạn không thấy lại được vậy nhé. Tạm biệt chúc các bạn may mắn.